Xin chào các bạn đến với kênh của mình, và hôm nay mình sẽ cho các bạn một cái review rất là chất về một cái card 3070 Ti, đó là Ventus 3X của hãng MSI nha. Ở đây cái hộp của nó các bạn thấy rất là to đúng không? Và cái logo MSI ha. Phần bên hông thì có nhiều cái thông số, và mặt lưng của nó quay cái vẻ hơi ngược đây. Rồi, Ventus nè các bạn, Ventus 3X nha. Đây cái logo màu đỏ đặc trưng của MSI ha. Và có cái tem, nhà phân phối, số series. Khi các bạn mua thì nhớ kiểm tra series của cái card và cái hộp nha các bạn. Có trùng series không để biết hàng chính hãng ha. Hàng chưa qua sử dụng mà hàng của mình mua là hàng chính hãng nha. Rồi các bạn thấy là cái thông số nè. Mình thích cái dòng card này bởi vì nó là 3 fan. 3 fan đó thì giúp cho chúng ta được cái card của mình sẽ là mát. Mát nhất có thể. Và nó sẽ ổn định lâu dài hơn so với những cái dòng card 2 fan. Nhất là những cái dòng lớn ha, 3070 Ti là lớn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái vẻ hơi ngược nha các bạn. Mình sẽ xoay lại để tránh trường hợp và lật cái nó rớt nguyên cái card ra ngoài. Như vậy thì rất là nguy hiểm nha. Anh em nhờ mở card này cũng phải cẩn thận. Để kéo ra nha các bạn. Đúng hướng của nó, mặt trên ha. Kéo ra. Rồi mở em nó ra ha. Rồi để hộp vào một bên. Đầu tiên là có một cái tép màu đen bằng giấy ha, của hãng MSI nó kèm theo. Đây chắc hẳn là những cái những tờ quảng cáo hay là những hướng dẫn cái QR code, những cách cài đặt. Nói chung là dân đầu coi thì tụi mình thì không cần quan tâm cái này lắm, để làm kỷ niệm thôi, để tạm qua bên ha. Rồi mở tấm mút mỏng, càng nào cũng có ha. Các bạn thấy có cái phần nhỏ nhỏ ở dưới không? Ở đây là cái thanh mà cái anh bán card này á, anh nói là cái thanh này để mà hỗ trợ để bợ cái card lên, tại vì nó quá nặng các bạn. 3070 Ti này nó quá nặng, để tránh trường hợp làm hư men, nhưng mình dân đầu coi thì không cần thiết cái này ha. Rồi cái phần bề ngoài ha, lúc chưa bóc tem thì có một cái vết gạch này để người ta dán tem thôi, tem bảo hành ngày tháng thôi. Và đây là cái seal, thậm chí cái seal người ta chưa có mở ra luôn, là chỉ dán tem thôi mà chưa mở seal ha. Mở seal là mình mở nha các bạn, mình tự mở seal ra và lấy ra kiểm tra nha. Cái xem cái card ha, như thế nào ha. Wow, ống ảnh mới toanh ha. Và đặc trưng của MSI thì cái quạt của nó rất là nhiều cánh nha các bạn, rất là nhiều cánh, nhìn sang ha. Mình thích cách thiết kế của MSI. Và cái dòng card này mình thích cái độ nạc của nó. Cái độ dày thì theo thông số thì mình tìm hiểu nó là dày đến 5.5 ly. Đấy, những bạn nào có những cái men á mà nó nhỏ 5.5 thì không được, phải từ 6.5 ha các bạn. Những cái men để đầu coi á là phải rộng 6.5 thì mới gắn dây được ha. Mình nghĩ là các bạn nên mua cái Razer thì ổn hơn. Rồi ở đây là cái phần inox ha. Inox trắng để gắn lên cái máy tính á cho nó chắc chắn. Cái phần là mặt dưới nè các bạn, mặt dưới sáng bóng ha, nhôm tản nhiệt rất là to luôn ha. Nó chia làm ba khối tản nhiệt. Và mặt lưng nè có khắc 3D cái logo của MSI, thiết kế rất là đẹp ha. Nhôm được cà nhám nha các bạn. Ở đây có một cái nó khắc lủng một cái lỗ luôn để mình tản nhiệt tốt hơn. Nó nhôm làm ba khối. Và từng con ốc ở đây các bạn thấy không, nó làm rất là tinh xảo, dòng cạc cao cấp nó có khác. Rồi mình tháo này ra để một lát mình gắn cạc vào trong cái men nha các bạn. Rồi kiểm tra cái khe này rất quan trọng nha. Chỉ cần có một vết trầy là coi như là nó không nhận dạng cạc. Đấy, mình phải kiểm tra kỹ nha các bạn. Và khi thao tác phải cẩn thận ha. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đấy các bạn thấy khe tản nhôm không, chất lượng ha. Đấy các bạn có thấy nó tản nhiệt rất là tốt. Tới ba quạt lận, ba quạt và ba khối nhôm đó. Và loại dày nữa các bạn, rất là dày, số lượng lá nhôm rất là nhiều nha. Và cái thanh này chắc mình cho nó qua một bên luôn, cái thanh này để đỡ cái cạc không cần thiết ha, tại mình cạc của mình là dạng
mình để đứng lên, chứ không phải để trên một cái case bình thường. Mình để đứng cái đầu coi á, nhưng đầu coi mà không có cần mấy cái này ha. Rồi mình bắt đầu chuyển qua đến cái phần khác cho các bạn xem. Đây đây đến cái phần là chuẩn bị những cái linh kiện gì để chuẩn bị gắn cái card đồ họa này vào hệ thống đào nha. Đầu tiên thì phải có cái nguồn, và cái nguồn ở đây mình sử dụng là 750W. Mình sẽ dùng tạm một cái nguồn này trước, tại vì trong kho lưu trữ mình có tạm một cái nguồn này thôi. Khi mà mình mua thêm một cái main ghép đôi á, mình sẽ ghép đôi hai cái nguồn này lại để chạy được hai cái card 3070 Ti nha các bạn. Tại vì hai cái nguồn ghép đôi này sẽ được tới 1400W thì sẽ chạy dư sức hai card 3070 Ti. Đấy, rồi đây cái dây gút như các bạn, để gút cái card cho nó chắc chắn vào. Và đây là cái mạch, cái bo mạch để mình chuyển từ nguồn sang cái dây cáp, và từ dây cáp mới vào trong cái card. Ở đây là dây nguồn cấp điện 220V để vào trong cái nguồn server ha. Đấy, từng chi tiết từng món một nha các bạn. Ở đây là sợi dây cáp đầu 6 pin, để 6 pin này để gắn vào cái mạch của cái nguồn server đó, và ra là 8 pin. Và ở trong cái card này nó cần tới hai đầu 8 pin, tức là 16 pin. Đấy, do đó mình sử dụng là hai dây R nha các bạn. Các bạn không nên sử dụng dây đơn tách đôi, nó sẽ không đảm bảo cái lượng điện và dễ bị cháy nổ. Mình phải tách đơn từng cái sợi dây như thế này để kéo điện từ trong nguồn server ra cho ăn ha, đủ điện. Rồi mình sẽ kéo mạch, mình mở cái mạch cho các bạn xem là cái mạch để sử dụng cho cái nguồn server này. Đấy, cho các bạn xem chi tiết. Hồi trước giờ mình chưa có quay chi tiết cho các bạn xem cái cách lắp đặt nó nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn chi tiết, hướng dẫn từng chi tiết cho các bạn có thể xem và làm được nè. Đấy, đây là cái mạch hình chữ Z nha. Mình thích cái mạch này là nó có cái tụ với các bạn. Các bạn thấy có tụ không? Và nó có nút nguồn on off. Các bạn lưu ý ha, lúc nào cũng phải chờ off trước nha. Cũng phải off sẵn đi, tất cả linh kiện khi gắn vào phải off trước. Khi nào mở các bạn mới on. Và các bạn gắn cái mạch chữ Z này vào ha. Các bạn xem cái hướng nè, nhìn cho đúng nha. Để tránh trường hợp các bạn gắn ngược lại thì nó không đúng. Tránh trường hợp nó bị lỗi nha, rất là nguy hiểm. Các bạn xem nha, khi gắn vào các bạn sẽ nhìn á, theo chiều ngang thì giống như cái bậc thang vậy đó mới đúng. Còn các bạn gắn mà nó hình chữ nhật là không đúng nha. Đó, cái loại mạch này nó như vậy. Đó, tùy cái dòng mạch. Đó, dòng mạch thì các bạn gắn như bậc thang nè. Đấy. Và đây là cái dây nguồn điện 220 để đưa vào trong cái nguồn server. Và cái đầu của nó, đầu ra là đầu vào, đầu ghim, đầu đực của nó là 2 pin và đầu ra của nó là 3 để sử dụng cho cái nguồn server này. Đó, các bạn thấy không? Mà dây này phải là dây lõi đồng 1.5 trở lên nha các bạn, để chịu tải cho nó chắc chắn và an toàn cho cái nguồn này, thì tránh trường hợp cháy nổ. Và khi các bạn ghim vào nó phải ghim thật là chắc, dùng lực đẩy thật mạnh vào, không sao hết, các bạn cứ làm đi ha. Hồi trước mình cũng làm, mình không có kinh nghiệm về cái nguồn server này, mình cũng mày mò đó. Mình muốn hướng dẫn cho các bạn thật chi tiết để các bạn thể tự làm được ha. Thế nhiều bạn còn ngại sử dụng nguồn server lắm, nhưng mà theo mình nghĩ là nó rất là tốt nha các bạn, nó không ồn nha. Bạn nào mà thích êm ả thì nguồn server là tuyệt vời luôn ha, rất là êm luôn. Rồi đây cái đầu 6 pin nè, các bạn cứ nghiên cứu nha, mình hướng dẫn các bạn chi tiết rồi. Các bạn sau này nghiên cứu có thể tự làm được nè. Không biết cái gì cứ comment cho mình, mình sẽ làm video để hướng dẫn tiếp những cái nào các bạn thắc mắc. Đây, các bạn gắn chỗ nào cũng được ha, tại nó là đầu 6 pin mà, chỗ nào cũng 6 pin là được. Cái quan trọng nhất không phải là gắn chỗ nào, mà cái quan trọng nhất là các bạn gắn cho nó thật là chắc. Khi gắn theo kinh nghiệm thì các bạn gắn vào nó kêu cái rắc, nó kêu cái có âm thanh nhẹ, nó kêu cái rắc nhẹ, tức là nó vào rồi đó, nó vào ngàm rồi đó ha. Để xoay cho đúng hướng nha, để đúng hướng của nó thì nó sẽ vào, còn không đúng hướng thì nó không vào được nha các bạn. Rất là dễ nha, các bạn thấy không? Đó, tại đấy hai cộng cáp cái card này á, card đồ họa này á, nó dạng là nó ăn điện rất là nhiều, do đó phải dùng hai sợi dây cáp nha các bạn. Chú ý hai sợi dây cáp rời luôn, chứ không sử dụng chung rồi một sợi tách đôi không được nha, không an toàn, theo mình biết là như vậy. Rồi các bạn thấy không, nói cho các bạn dễ hiểu nè, dây nguồn điện 220 từ bên phải vào ha, từ nguồn server ra mạch, từ mạch ra hai sợi dây. Đó, rất là đơn giản. Rồi bắt đầu chúng ta chuyển qua cái phần đây mình đã ráp rồi, các bạn thấy không, là cái đầu vào của cái tấm pin á, vô trong cái card đồ họa mình gắn vào rồi đó.
Đó, các bạn thấy không, là nó là hai cộng rời hoàn toàn luôn nha, để đủ nguồn điện. Và cạc của mình đang đào đó các bạn không, cánh quạt quay rất là êm nha, dày. Ở đây mình hướng dẫn các bạn là cái đầu vào nè, đấy cái đầu nguồn điện vào 220 nè đó, rồi đến cái đầu vào nguồn điện 220 từ bên phải vào, thấy không, các bạn thấy vào trong cái nguồn server không? Từ nguồn server chuyển qua cái mạch, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn có thể hình dung được rồi ha. Vào trong cái mạch, vào trong cái mạch này các bạn thấy không, có cái jack, có cái nút on off á, mình đã on rồi để cho nó hoạt động rồi đó. Đấy, thì từ trong cái mạch này nó chuyển qua hai sợi dây cáp, đã chuyển dây hai sợi dây cáp này điện 12V để chuyển vào trong cái cạc đồ họa này. Đấy, thì chúng ta phải đúng trình tự như vậy thì nó ok thôi đó, bạn hình dung được rồi đúng không. Cái vấn đề là chúng ta phải mày mò nhiều yêu để mình cũng phải có nhiều cái kinh nghiệm, thì khi đó có những cái sự cố gì chúng ta dễ xử lý được hả các bạn. Đấy, gắn vào hai cộng, hai cộng đưa vào trong cái cạc đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn có thể tự nghiên cứu ở nhà, tự làm và tự tạo cái nguồn điện server an toàn, không bị lệ thuộc vào những cái nguồn ATS phải mua chi phí quá cao và nó không kinh tế. Và nói về độ an toàn của nguồn server này, các bạn cứ an tâm, thì nó sử dụng cho những công việc rất là quan trọng, giống như là hệ thống lớn người ta sử dụng nguồn server này rồi, các bạn cứ an tâm. Và ở đây thì mình gắn tạm thôi các bạn. Sắp tới mình sẽ đưa cái một cái cọng dây cáp Razer đưa lên cao để cho cái cạc to này nó được tản nhiệt tốt hơn, tại vì nó quá khích, nó làm cho cái cạc cảm giác là nó nóng hơn so với bình thường. Mình muốn cái nhiệt nó tốt hơn chút thì mình sẽ nâng nó lên. Các bạn cứ an tâm, nó sẽ mát hơn nữa. Đấy, mình cố tình chừa một trống một cái khe để chi, để cho gió nó vào tốt hơn đấy các bạn. Đấy, bây giờ thì bạn thấy không, tạm thời vậy thôi, tạm thời vậy thôi. Đến cái đoạn mình nâng cái cạc này lên, mình sẽ quay cho các bạn xem cái cách tản nhiệt một cái cạc đồ họa loại to này như thế nào cho nó an toàn. Và thì ở đây mình sẽ vào cho các bạn xem là cái phần quản lý của cái hệ thống đào. Mà các bạn thấy cái cạc nè, cái cạc thứ 5 có mã số thứ 5 là 30.0.2 đó, thì mình đang đào ở tốc là 78.35 và điện là 182W và nhiệt độ là 59 độ C. Ở đây nhiệt độ này là giữa trưa nha các bạn, giữa trưa thì nhiệt độ cao nhất của nó thôi, chứ mình thấy nó như này là ok rồi. Thì sắp tới mình sẽ còn hạ nhiệt nhiều hơn bằng cách là nâng cái cạc này bằng cái riser cao lên để cho nó độc lập, nó thoáng khí. Và hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết rồi. Các bạn thấy hay thì nhớ comment và subscribe kênh nha các bạn. Các bạn có yêu cầu gì nhớ comment để cho mình biết, mình sẽ hướng dẫn các bạn những video kế tiếp tốt hơn nha.